Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Hôm nay mặc đồ lịch sự không anh em? Mới đi quay quảng cáo về anh em. Thì sẵn tiện đây á, mình phải quay gấp cái clip này biết vì sao không? Tại vì á, hai con xe này chủ xe á, đã cọc Minh hết rồi và chuẩn bị lấy xe luôn. Hiện tại là một người đã có mặt ở đây. Và anh em ơi, hai con xe này anh em nhớ nha, là đã được mua rồi, đã được khách hàng bên Minh mua rồi. Cho nên anh em không có inbox hỏi là xe đã bán chưa nha anh em. Còn anh em nào muốn mua thì cứ nhắn tin Zalo cho mình 0916640653. Ok anh em. Rồi, biết sao tại hôm nay mình phải quay ở trong đây không? Tại bởi vì mình thích quay ở trong đây. Không có, tại bởi vì ở ngoài ở trời mưa á anh em. Đó, thấy không, ngoài mưa lớn hay là lớn luôn. Đó, thì bên đây nè mình sẵn nhá hàng luôn. Mình có con CB1022, rất là đẹp. Chỉ có 230 triệu thôi, rất là đẹp. Nhưng mà mình sẽ review sau, một clip sau, giờ tập trung vô đây. Thì như anh em đã biết, sẵn tiện mình có Ninja 300. Và Ninja 300 này của một người em ở Đà Lạt, mình đã bảo trì hết rồi cho anh em đó rồi. À, anh lấy. Thì như anh em đã biết đó nha, thì Ninja 400, mà thôi đi. Bây giờ mình sẽ mời một cái bạn mà có thể gọi là mua xe bên mình, mà am hiểu xe và xem nhiều clip mình, người thực tế xem nhiều clip mình, giờ mua xe bên mình. Thì mình hỏi thử có kiến thức gì không nha. Mình hỏi thử kiến thức ha. Biết cái gì nó có đó không biết thôi. Rồi vô đây em. Vô đây. Bây giờ là em mua con Ninja 400 đúng không? Dạ vâng ạ. Ninja 400. Thì em biết sơ sơ cái gì về nó? Tại sao em thích nó mà em lại không thích cái con quỷ này? Rồi nói cái này á, thì tại vì con này á, là đi là Sport City. Thì đi đường thành phố á, này đi đường thành phố ở Vũng Tàu á, thì lúc nhiều đời kẹt xe á, thì con này á, là nó thoải mái, ngồi tư thế nó rất là thoải mái. Thì con này là Sport, thuần Sport luôn, thì rồi. Nó đi á, anh, thì nó sẽ bị mỏi tay vai á. Thì em lại không thích chọn dòng này, mà em ưng từ dòng Ninja 300 thì lên xem. Tại vì 400 nó ra thì em lại thích hơn 400 hơn. Tại vì nhìn nó đẹp quá. Rồi ok. Đúng là coi kênh mình có khác, đúng không? Rồi em biết, dù mình hỏi anh em thử đây, em biết cái con này nó hơn con này chỗ nào và con này nó hơn con kia chỗ nào? Nói thử rồi. Rồi. Con này á là cầm mic lớn luôn. Rồi tự tin lên. Con này á thì em thật sự em không có xem nhiều con này. Thì em chỉ biết con này thôi. Thì con này á là nó phuộc ống lồng. Con này là phuộc upside down. Thì nó có cải tiến hơn và nó là dùng cơ điện. Ga điện. Tại em không biết nhiều con này. Dạ. Và con này thì nó là ga không phải ga điện. Ok, tại vì dạ. Tại vì em mới lên em cũng hơi ngại ngùng xíu. Dạ. Dạ vâng. Ga thường thôi. Dạ vâng. Nhưng mà em vẫn thích cái dòng Ninja 400 này hơn. Dạ. Ok. Thích bởi vì nó là 399 thì phong. Dạ đúng rồi, với lại nó con này anh nhớ là chỉ 249 phân khối thôi. Dạ. Và mã lực nó vẫn thấp hơn. Dạ đúng rồi. Chỉ ba mấy thôi, như con này là 45. Rồi. Dạ. Dạ. Có kiến thức bình xăng nhiêu lít? Dạ bình xăng 14 lít anh. Đâu. Dạ em có tham khảo qua rồi. Đó đây. Người thật việc thật. Dạ. Đây là những người xem kênh bên mình và mua xe bên mình và xem những kiến thức bên mình luôn. Bên mình là vừa có đủ luôn ha. Dạ, đúng rồi, đâu đúng lâu rồi. Có hài hước, đâu lâu có mấy em xin thương. đủ luôn, đủ yếu tố luôn. Dạ. Thì con này là đây đã lấy nha anh em. Thì đó, mình quay ra xa và mình quay cho anh em xem xét. Có những anh em khác á, dạ, người ta mà mua xe á, người ta có thể tham khảo. Dạ, đúng rồi. Người ta thích con nào. Thì bây giờ đây chủ xe thì đã chọn con này, Ninja 400. Nhưng mà một không trùng hợp, phải như mà cái bạn kia là được rồi. Cái bạn kia cũng tuổi em luôn, cái bạn mà mua con này nè, mẹ theo, còn em là ba theo. Mẹ theo mua cho, coi kênh anh mẹ mua cho.
còn em là em coi kêu ba lên, còn cái này là mẹ dắt lên luôn, mẹ dắt lên đây luôn rồi là hai con rồi, con này mới thích nè, con này mới thích, có nghĩa con này mới thích đó. Thì cái con này nó sẽ yếu, đương nhiên 250 thì nó sẽ yếu hơn 400, nhưng mà nó bù lại một cái á, hiện tại nhiều anh em sẽ hỏi tại sao Minh lại so sánh hai con này, con 400 con 250 sao so sánh khập khiễng vậy, đúng không? Tại vì hai con nó hiện tại giá nó bằng nhau thì người ta có thể lựa chọn được, kể cả giá mới và giá cũ nó chỉ xem nhau 1-2 triệu thôi đó. Thì con này á nó có phục upside down nè, ba chế độ lái nè, ga điện tử nè đó, ba chế độ lái rất là ok. Rồi nó là Honda, nó đẹp, ngầu, bự, nó chỉ có cái là phân khối nó nhỏ hơn thôi. Thì ok, rất là ok đó. Còn con này thì bình thường, nó chỉ được cục máy to và phân khối lớn, đẹp. Cho em coi mặt đồng hồ, qua đây quay cho anh con hồ Ninja 400, cái mặt đồng hồ nó rất là đẹp luôn em ha. Và đặc biệt á, những con xe mà Minh đem tới cho anh em á là những con xe đồ chơi sao để vậy đó. Bây giờ quay qua em có thể nẹt tô cho anh em nghe đi, coi thử có nẹt có đúng cách không nha, để máy nẹt có đúng cách để cho nó bơm lên xíu em, để cho nó bơm nhớt lên xíu. Quay quay cái mô nè cho anh em xem, có thích cây này không? Có luôn đúng không? À, thích luôn à? Tại vì nếu mà thiếu bolin thì chip sau về cũng độ à? À. Dạ. Anh nói là đổi bolin trước sau gì cũng độ, đã đúng không? À. Rồi, thì bây giờ sẽ cho anh em, sẵn tiện cho anh em nghe luôn tiếng CBR 250R độ cây, đọc nó là gì coi? Đọc coi Yoshimura. Camera. Yoshimura. Rồi, ok. Nó sẽ không có lực bằng đúng không? Em nghe. Không, mà do một phần là đây là lông dài nữa, đây là lông dài cho nên nó à. Thì ở hai con này á, thì anh em nếu như anh em đi thì đương nhiên cái thằng này nó phân khối nhỏ hơn, nó sẽ tiết kiệm một xíu, nó dao động tầm 25-27 cây một lít, tùy nha, tùy anh em sử dụng và tùy cách chạy của mỗi anh em luôn. Thì đó, anh em thấy không, thì con này á, lên con này mà có phục upside down là nhức nách liền à, đúng không? Con này Sport City thì đi lại nó sẽ không có bị mỏi, không bị mỏi tay. Thì con này nó sẽ rất là mỏi, nhưng bù lại cái dán thùng Sport á, cái dán ghi đông thấp á, thì nó sẽ cho em một cái dán ngồi rất là đu, rất là thể thao. Thì con này đẹp hơn gì nữa đâu, không coi thử coi. Cái yên con này cơ bản nó cũng bự hơn ha, dễ ngồi hơn xíu. Còn cái yên con này thì nó nhỏ hơn chút xíu. Phần đầu thì thấy, theo em thấy là con nào đẹp hơn phần đầu? Nếu như mà em là em thích thì con em vẫn là đẹp nhất. Vẫn là đẹp nhất. Dạ đúng rồi. Em luôn. Rồi em thích là con em vẫn đẹp nhất. Dạ vâng. Thì em thấy là mỗi con là mỗi vẻ. Đó. Dạ. Đó em quay hai cái đầu xe. Như những anh em thì anh em thấy con nào đẹp hơn? So sánh nha. Con nào đẹp hơn? Như mình thấy á là cái mâm con này. Mâm nó na ná ngôi sao ha, đúng không? Còn cái con này thì mâm nó đặc trưng luôn của Honda đó. Rất là đẹp, đều là hai máy thì nó sẽ không nổ bằng ngon bằng 4 máy. Mỗi con có mỗi nét đẹp riêng, chẳng qua là anh em thích hãng nào, thích phong cách như thế nào thì anh em chọn cái đó. Đó là sự lựa chọn của anh em. Còn đây là sự lựa chọn của em là Ninja 400. Mỗi người mỗi vẻ. Thì con này có chống đổ, bô độ. Con này cũng có chống đổ, bô độ, giống hoài. Hai con đều bằng giá. Rồi, giờ là anh em mình đem xe về thôi ha. Dạ. Vậy là xong, chờ hết mưa đi rồi mình chạy thử. Chạy thử ưng thì mình lấy. Dạ, vâng. Đó. Ưng luôn. Hình như con này là kính chắn gió độ nó nè. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, kính chắn gió zin của nó là sẽ màu trong. Độ, tại vì ở đây anh nhiều xe quá. Dạ. Cái nhiều khi mình quên, mình lộn giữa xe này với xe kia. Đó, bữa nay có một người xem kênh, người thật việc thật xem kênh, biết được kiến thức luôn, chơi xe luôn. Ở đây có một cái con Ninja 300 nè. Thì đây là con Ninja 300, là nó là đời trước của Ninja 400. Thì con này dành cho một người em ở Đà Lạt. Bạn đó cọc trước xong rồi chủ nhật này mới nó lên mình nó lấy. Đó, thì đẩy sẵn ba xe so sánh cho anh em luôn, thấy không? Ba xe so sánh cho anh em thích chọn cái con nào thì chọn con đó.
góc này nè, CVR 250 mới đẹp nè, thấy không? Góc này CVR 250 đẹp. Rồi, đó là câu chuyện của mình ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ cho kênh của Minh Biker. Chúc anh em một ngày mưa gió sao ta? Mưa gió ấm cúng hả? Ở nhà đắp chăn đi ngủ. Ở nhà đắp chăn đi ngủ. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp lo giấy tờ cho em, rồi cho chạy thử. Rồi chạy vài vòng đó, chạy ok rồi mới chạy về. Rồi đây cũng là chiến thuật đầu tiên, hình như em ở Vũng Tàu lên đúng không? Dạ đúng rồi ạ, em ở Vũng Tàu. Nhớ những gì em dặn nha, bây giờ coi clip này nhớ anh dặn nè. Là cái này, cái biển số. Rồi cái gì nữa, hộ khẩu. Hộ photo, chứng minh photo. Cái này photo. Dạ rồi. Rồi ok. Cái này photo đừng có quên lộn là cái đem đưa cái này photo, có nghĩa là phải trả cái này. Khi mình rút hồ sơ gốc rồi mình phải trả cái này lại. Ví dụ xe này nè, xe của em là 219. Dạ vâng. Đó. Thì khi anh rút hồ sơ, anh phải trả lại công an tỉnh Tiền Giang. Dạ vâng. Mình trả lại đó rồi công an nó mới hẹn ngày mình lấy, rồi nó sẽ trả cho mình cái bộ sơ gốc. Là khi tại vì cái này là nó ở Tiền Giang. Dạ vâng. Nó trả mình bộ sơ gốc rồi mình về chỗ em. Dạ vâng. Em ở đâu? Ví dụ em ở Bà Rịa Vũng Tàu, huyện gì đó, thì em ra chi cục thuế em đóng. Xong rồi em ra công an tỉnh, thành phố, công an thành phố rồi đó. Em ra biển số là xong. Tự làm nha. Dạ vâng. Tự làm rất là dễ. Nếu như nhờ người khác làm, người ta sẽ lấy tiền nhiều. Mình tự làm thì nó rất là dễ, nó không có gì khó. Nếu như chơi xe thì một lần trong đời tự đi làm, thanh niên trai tráng mà. Dạ. Lỡ sau này em có con, em còn làm cho con em nữa, dạ, hiểu không? Dạ. Rồi sau này lỡ mà ai đó trong gia đình mình mua một con xe, mình tự làm được. Dạ. À, xe ở ngoài nè. Đẹp quá đẹp. Vào đi. Chạy thử đi. Thử. Không phải sao chia sẽ rất quay được đó anh. Logo mới. Bắt đầu cái nhẹ. Đẹp không? Vỏ keng xà beng luôn, những vỏ đen thui luôn.